Thưa các bạn, vào chiều ngày 16 tháng 9, tại trung tâm hội nghị 25B của tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại đây, nhiều đại biểu đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình gửi đến đại hội. Đại hội thật sự là diễn đàn lớn, không chỉ để người lao động như tôi được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn biểu thị cho sự quyết tâm của hơn 300.000 công nhân viên chức lao động trong tỉnh. Tôi cũng rất kỳ vọng đại hội lần này có nhiều bước đột phá, đổi mới mạnh mẽ, đúng với tinh thần của đại hội, đó là đổi mới dân chủ, đoàn kết và phát triển, đem lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là trong các cái vấn đề lương thưởng và chế độ phúc lợi cho anh chị em công nhân chúng tôi ạ. Tôi rất kỳ vọng vào lần đại hội lần này, cũng mong là ban chấp hành khóa mới sẽ quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên lao động. Với cá nhân tôi là chủ tịch công đoàn của công ty thì tôi luôn mong muốn rằng những đoàn viên lao động trong công ty luôn luôn có một công việc ổn định, thu nhập ổn định để đủ trang trải cuộc sống trong gia đình. Kỳ vọng trong đại hội này thì chúng tôi mong muốn một là toàn đại hội sẽ thảo luận đưa ra được những cái nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn trong 5 năm tới, và đặc biệt là sẽ đề ra những cái giải pháp cụ thể để mà thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trong từng đơn vị, từng địa phương cũng như là từng công đoàn ngành theo các cái lĩnh vực. Một cái thứ ba nữa là mong muốn một cái sự đoàn kết, nỗ lực và cái định hướng và hoạt động trong cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa cái công tác tham gia bảo vệ quyền lấy giải pháp chính đáng cho người lao động. Với phương châm đổi mới dân chủ, đoàn kết và phát triển, các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028 mong muốn ban chấp hành khóa mới cũng như các cấp công đoàn sẽ thực hiện thắng lợi mọi nội dung mà nghị quyết đại hội đã đề ra.